Anh em nào có mua gà bên đây thì ủng hộ mình, cảm ơn. Còn cái clip này cũng gửi đến những anh em bữa hổm giờ có mua gà mình á, có những cái lúc mình quay clip sổ này kia cho anh em coi mà anh em về nuôi cái chế độ mà đá không được, các anh em đỡ thừa ở đây á, quay clip nhanh, anh em bấm cái clip mà anh em sổ hai gà với nhau đi, anh bấm cái clip quay đó, anh có bấm cái nút nào mà quay tốc độ cho gà đá nhanh không? Tôi đó giờ chưa từng biết quay cái clip là gà nó là tốc độ như vậy á. Anh nuôi cái chế độ nó khác hơn tôi ở đây. Sáng mình cũng làm clip này cho anh em luôn, ai có mua gà ở đây á thì mình cũng nói rõ luôn. Sáng ở đây á 6 giờ rưỡi mình cho ăn, 7 giờ mình đem ra phơi nắng, 8 giờ mình đem vô. Còn những chỗ anh em lạ, sáng anh em á đem ra phơi nắng xong tới 9 10 giờ anh em mới đem vô cho gà ăn. Lúc mà anh em phơi nắng á, đem ra ngoài phơi nắng á, con gà nó mệt rồi, anh đem vô rồi anh vỗ hang, anh đem vô cho gà nó ăn. Rồi với nhầm khi pha ở đây thức ăn á, mình pha thức ăn á, lúa với thức ăn trộn 7:3 cho ăn với nhau. Còn anh em về chảnh anh em cho ăn ngũ cốc, như nãy kia con gà nó lạ, nó ăn không được, nó gớt bò đó. Ở đây sáng á, gà mình nuôi chế độ đây nè, 6 giờ rưỡi cho ăn, 7 giờ đem phơi nắng, 8 giờ đem vô để nghỉ mệt khoảng nửa tiếng hồ, vỗ hang vỗ hang xong đem thả vô chuồng. Chiều 3 giờ cho ăn, thôi chiều 3 giờ mình vô nghệ, 4 giờ cho ăn. Ngày nào con gà nuôi chế độ đá mình đây cũng vô nghệ nghe anh em. Còn anh em nào mua gà về mình nuôi mà chế độ mà không có vô nghệ, 3-4 ngày mới vô nghệ nãy kia, con gà lúc nào nó cũng tuột bo hết trơn. Nói chung là vô nghệ, quằn nghệ mỗi ngày, vô cái vô nghệ đó, đánh mặt cái giò mỗi ngày cho tôi. Anh em chế độ ở đây nuôi ít có cho ăn mồi lắm, nhầm khi anh em về cũng coi cái clip, nhầm khi anh em hỏi về 2-3 ngày anh em vô mồi, vô mồi gà nó mập, nhầm khi nó đá không nổi, nhầm khi cho anh em ăn chế độ á, thức ăn gà đá nó lên như ruộng gà 2.7, anh em luôn 2.8, 2.9, gà nó căng cơ lên, nó nở cơ lên, đá tốt. Còn anh em mà nhét mồi lên nó chặn 2.7, anh em lên 2.8, nó mập thịt, đá 2-3 giò vô lũi rồi. Tại sao gà tôi ở đây đá đùng đùng đem về cho anh em, tự nhiên đá cái nó gớt cái bò xuống. Đó, cũng gửi đến anh em nào có mua gà ở đây, anh em cũng nghe cũng thông tin và cũng kỹ giùm, mai sẵn mình nói luôn cho nó dễ. Chơi anh em nói nuôi ở đây thằng mít nó nuôi thuốc, thật sự ở đây chơi là không bao giờ nuôi thuốc nuôi gì hết trơn anh em, chỉ có mình sổ xong mình nhét B1 đó. Sổ xong mình nhét B1 cho gà nó khỏe. Trước khi đá sáng, dụ sáng đi đá đi, 10 giờ đá, 7 giờ đem ra nhấp, nhấp xong mình nhấp xong bo tươi tốt, nhét cho một con hai viên B1 mình để trưa 10 giờ 11 giờ mới đá. Thì đó những cái cốc, cái công thức mình đây mình cũng nói rõ cho anh em luôn, vậy cho dễ anh em nào mua gà ở đây nó nuôi cái tình trạng mà bị gớt bo nãy kia, rồi anh em đổ lỗi ở đây nói gà ở đây nuôi thuốc nãy kia, cái thật sự là ở đây không có nuôi thuốc. Ở đây có làm sao con gà nào tài nghệ nó giỏi là nó giỏi rồi, chứ gà anh em nuôi thuốc giờ thằng gà nó biết đá lộn, nhét thuốc vô nó biết đá không, nói cho anh em biết vậy đó. Con nào dở dở nào nó hay hay à, quan trọng anh nuôi, anh em nuôi cái tai tốt, con gà tai tốt pin tới. Nhằm khi anh em nuôi gà ở đây tôi cũng đá tiền lớn đem về cho anh em đá, anh em nói đóng đâm. Nhằm khi coi lý sổ anh em gửi lại đây tôi đá 10 anh em còn lên chở anh em đá còn khoảng 5 nút à. Hỏi anh em con gà nuôi không tới, đá chân không chuẩn, lấy gì đâm ta chuẩn được. Đó nó cũng khác biệt với nhau, anh em có nuôi phải nuôi theo chế độ tôi ở đây đi. Đó cũng gửi anh em nào có mua gà bên đây đó, thì nuôi theo chế độ tôi ở đây 5 ngày hoặc 6 ngày. Lâu lâu con gà nào si á, anh em cho uống hột gà, bơm trứng hột gà cho nó. Nếu mà có mật ong thì pha một chút vô bơm nó thì nó càng tốt. Thì cũng nuôi gửi đến anh em vậy, nuôi chế độ theo mình đây vậy cho nó dễ. Nhầm khi anh em mua gà về anh em nuôi thấy đây gửi đá đùng đùng về, anh em quay clip lại con gà đá tàn nó lủi cắm đầu không à. Nó nuôi nó khác, quan trọng nước nuôi gà á như con người ta thôi, quấn viên giỏi gặp mấy thằng đá banh dở thì nó cũng đỡ một chút, gặp mấy thằng quấn mấy thằng cầu thủ giờ giỏi, gặp mấy quấn viên không biết, quấn viên biết gì kêu đá bậy đá bạ cũng như gà thôi, con người ta thôi đá sao được. Như mấy thằng nước ngoài á, mấy anh em kêu nó về đi, gặp mấy quấn viên ở dưới đây nè, quấn viên ở ấp chợ thôi nữa, ra nó quấn viên đá bò không chứ đá đấm gì. Nó quan trọng anh em chế độ nuôi gà cho nó giỏi tốt, ok nuôi theo chế độ của đây. Nhằm khi xem clip anh em cũng chia sẻ để cho mồi ăn nhét mỗi ngày, ăn mỗi ngày gà nó mập khỏi đá luôn à. Con gà nó mập mỡ khác, gà mập chắc thịt căng cơ lên khác anh em, có hai thằng ấy là mình đây cũng nuôi nhiều năm cũng có kinh nghiệm à. Con gà mình đây cho ăn thức ăn gà đá, dụ mà đem về 2.7 mình nuôi lên 2.9 luôn,
nó căng cơ, nó nở cơ lên, nó đá giò lớn. Còn gà anh em mình về nhét màu vô, ở đây mình theo rồi, nó lên khoảng 2.8 đi, 2.850 đi, nó lên chấm chấm ngoài, nó mập mỡ, vô đá lủi không à, nó đá chúng hả họng. Thì ở đây thì anh em nào mua gà bên đây mình á, thì mình tư vấn vậy đó. Còn tùy theo anh em, muốn nuôi theo anh em thì cứ tùy anh em nuôi. Còn anh em thấy vô ổng giờ mình cũng bức xúc, ví dụ mà anh em mua gà về cái anh em đó thừa ở đây đá thuốc, nuôi thuốc, nuôi thuốc vô cho cố, rồi quay clip nhanh, cái đó là bức xúc lắm. Bỗng giờ muốn live stream nói cho anh em rõ mà chưa được có nói. Quan trọng cái chế độ mình nuôi con gà, nó chế độ nó dở, mình nuôi giỏi tốt tay nó đá còn chân phản. Còn gà mà đang giỏi rồi vô tay không biết nuôi thì đá cũng còn có ba bốn nút gà. Hỏi anh con gà đá cái giò không đau, không chuẩn, lấy đâm ra chuẩn được đó. Thì mình cũng chia sẻ anh em vậy thôi. Thì anh em có mua gà của ổng giờ thì mình có xem clip này thì mình cũng tư vấn cho anh em vậy đó. Nuôi theo chế độ của mình đi, thì sáng 6 giờ gửi cho ăn, 7 giờ đem cà phê nắng, 8 giờ đem vô để cho nghỉ mệt, khoảng 8 gửi tắm lau mặt. Anh em tắm chỉ lau mặt, vuốt dắt cái khăn cho cô, muốn lau bóng gà anh em vuốt từ trên xuống dưới vuốt 3 lần cho tôi, thả vô chuồng gà nó bóng à. Còn sáng anh em ví dụ mà nuôi sáng anh em mà tắm đem ra cây nắng thì con gà nó dù cát lúc nào ở đất thịt ở dưới gà nó cũ mềm để xuống phong độ thôi. Con gà mà xuống phong độ rồi thì nó đá ít có được may mắn lắm, nào mình cũng rút kinh nghiệm, mình biết làm sao mình nói như vậy. Anh em nuôi chế độ đi, ngày nào anh em cũng đánh nghệ dân á, mặt với giò sổ xong nhét B1. Thì ở đây mình nuôi chế độ thuốc có nhiêu đó thì nó anh em nói vô thuốc mình cũng nuôi thuốc đúng, mình chỉ vô B1 rồi đó, sổ xong nhét cho con viên đi đá thì cho nó 2 viên. Nó thì nó có vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Con gà nào nó hay thì nó hay xuất phát từ trong mình ra, nó hay thì anh em nuôi giỏi nữa nó đá càng tốt hơn. Con gà nào dở anh em, con gà nào hay mà anh em nuôi dở nó đá càng ngày càng xuống bo sau đá đâm ta chuẩn ăn ta được, thì nó cũng vậy thôi. Thì đó mình cũng chia sẻ anh em vậy đó, cũng cắt bên nuôi gà mình mua mình để kia, ở đây mình chọn thức ăn gà đá không à. Anh em nào có mua đây thì cần cái clip mình tư vấn, mình gửi cái clip thức ăn cho đó anh em chạy cho nó dễ, anh em nuôi nó không bị gớt bo chống tình trạng. Ở đây gà vụ mà đá mà quay clip đá đùng đùng đem về cho anh em nuôi xuống anh em đối thừa ở đây nó quay clip nhanh, ở đây nó đổ thừa thuốc tùm lum chứ. Trời anh em thấy không, từ anh em vụ có giỏi về tôi có đây có tôi nuôi lại 5 ngày tôi quay clip khác, tôi sổ lại cho anh em coi với gà khác nó đá đùng đùng lại, còn lên anh em đá không được tại cái nước nuôi anh em dưới đây nó khác nhau, nuôi không chuẩn. Người anh em đó là anh em ngày nào anh em cũng nhét mồi cho ăn về, nhét mồi gà mà lông hơi khô nhét mồi cái nó xì lông luôn rồi. Ở đây người ta nuôi biết lâu, gà nó giữ chân lông hoài nó tốt, bóng gà thì đá bo tươi thôi. Ở đây chơi là ở đây nó hẳn anh em không chơi thuốc, chơi thuốc cần chết sớm chứ không làm gì hết trơn, chơi suốt á tự tin quá, chống ối giống nãy kia thua còn nhiều hơn, chống ối đâm ra máu lỏng không lấy gì mà chống, thuốc nào chống, chống túi thì có chống ối, anh em đi đá gà thuốc chống ối, đá chống nó đá gà mau lỏng không chống ối. Thì mình cũng chia sẻ thôi, còn anh em muốn dùng thuốc là tùy anh em. Ở đây mình chơi là chơi tài nghệ hên xui chứ không có chơi mà vụ thuốc men này kia đâu, ở đây không có, ở đây không có thuốc men, ở đây không có chơi thuốc men. Ở giờ cố